Rồi quý vị ơi, tiếp theo bonsai 248, 5 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Rồi đây 5 cây nha. Đưa hai cây vô đây sư phụ. Đây cây số 1 nha quý vị. Cái này tàn thiên nhiên nha quý vị. Tỉa chừng 2-3 tháng là nó trồng voi luôn như trái banh vậy nha. Đây cây số 2 nha. Đây cây số 3 có bộ rễ quái luôn ha. Trên tôi quay xuống nha quý vị, cái tàn của nó đây nha. Đó, bàn tay tôi đây tỉ lệ nha. 1 cây. Đây 2 cây ha. Đây 3 cây nha. Rồi. Tiếp theo là cây số 4. Gì con? Rồi đây cây số 4 nha quý vị. Tàn nó đây nha, gốc nó đây nha. Rồi cây cuối cùng cây số 5. Rồi đây 5 cây. Đó, cứ về cứ tỉa hoài, cái đọt nó dài dài ra vậy mình tỉa nha quý vị, mình chừa chừng nách lá thôi nha. Đó, mình tỉa chừng 2-3 tháng là nó trồng do luôn ha. Rồi 5 cây, ba xị nha. Kết thúc quý vị ơi.